Rồi chào tất cả anh em đến với kênh Phú Ông 4/9 nha. Thì lời nói đầu tiên thì chúc anh em một buổi tối thật vui vẻ, nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng, và tham khảo những con số đem lại may mắn cho anh em vào chiều mai nha. Thì trước khi vào phần cặp tài lộc hai miền Nam Bắc chủ nhật ngày 18 tháng 12 cho anh em, thì mình cũng giới thiệu anh em ngày hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra lại kết quả dự đoán ngày hôm qua cho anh em nha. Thì ngày hôm qua mình bắt cho anh em là cặp 16-61 chơi cho miền Nam, thì ngày hôm nay 16 miền Nam nó về về 15 ba nháy anh em, 15 ba nháy và con 10 17 một nháy. Tiếp theo con 61 thì về 60-62, 60-62. Thật sự là rất là đau trên đài miền Nam nha, miền Nam hôm nay chưa mang lại chiến thắng cho anh em nha, thật sự là rất là đau. Tiếp theo đài miền Bắc mình bắt cho anh em tiếp tục là cặp tài lộc, đó là 16-61 ngày hôm nay miền Bắc hàng một nó về 14-18 cũng chưa mang lại chiến thắng cho anh em. Tiếp tục con 61, con 61 thì hôm nay về 60 cũng chưa mang lại chiến thắng cho anh em luôn, thật sự là rất là đau, rất là cay nha anh em. Thì trên kênh thì chưa mang lại chiến thắng cho anh em, nhưng trên Zalo tiếp tục rực rỡ với một số bạn ngày hôm nay vào Zalo của mình nha, thì mình chia sẻ cho anh em. Đây ngày hôm nay chúc mừng các bạn nè, miền Bắc nay có chưa anh, bao lô VIP miền Bắc 91 đã 91 57, thì hôm nay chúng ta đã rực rỡ với cặp 91 và 57 nha. Tiếp theo là miền Bắc có chưa bác, xiên đá 91 57 lót dàn đề sao số 34 43 24 42 và 56 65, thì hôm nay chúng ta rực rỡ với cặp xiên đá và con đặc biệt về là 42 24 ta. Vẫn nổ và cặp 4224 anh em. Tiếp theo là có số chưa anh Quyền. Đây Long An xiên đá 59 78 lót đầu đuôi 89 98. Thì hôm nay cặp xiên đá là 59 78 rực rỡ cho anh em, và con đặc biệt là con 89 rực rỡ cho anh em. Tiếp theo là đầu đuôi Long An 8998 lót xỉu nhẹ xỉu chủ là 289 298 và 689 698, thì tiếp tục rực rỡ cho anh em nha. Tiếp theo là bao lô VIP Hồ Chí Minh 75 và càng 13 17 175, thì hôm nay cũng rực rỡ cho anh em nha, chúc mừng tất cả anh em. Tiếp theo là đá 72 75 02. Ok, chúc mừng tất cả các bạn nha. Thì ngày hôm nay chúng ta đã rực rỡ, xin chúc mừng tất cả anh em trên Zalo nha. Còn trên kênh thì hôm nay chưa mang lại chiến thắng cho anh em. Hy vọng rằng ngày mai mình bắt cặp tài lộc này, nó sẽ rực rỡ cho anh em, em cả miền Nam và miền Bắc nha. Bữa nay mình bắt cái mực đỏ đi cho nó may mắn anh em ơi. Là cặp miền tài lộc ngày mai của kênh là miền Nam miền Bắc là cặp 6776. Rồi cặp tài lộc của miền Nam và miền Bắc là 6776. Hy vọng rằng anh đồng miền Nam miền Bắc sẽ cho rực rỡ 3-4 nháy cho anh em nha. Thì đây là cặp số mình cho anh em tham khảo. Còn anh em cần chơi số chuẩn tỷ lệ chiến thắng cao, hãy kết bạn solo 0877703615, sẽ có đội ngũ cung cấp cho anh em những con số chơi cho từng đài miền Nam, miền Trung, miền Bắc. Tỷ lệ chiến thắng là 98-99% nha. Phí từng là 500k trên từng nha anh em. Rồi chúc chiều mai anh em rực rỡ với cặp 6776 cả miền Nam và miền Bắc, và rực rỡ trên Zalo nha. Tiền về đầy túi nha anh em. Rồi chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em video sau vào lúc 20 giờ 15 phút.